Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus trong tháng tới. Thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong một cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trong ngày 9 tháng 6. Trong cuộc gặp tại thành phố Sochi, ông Putin cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân Nga đến Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi các cơ sở lưu trữ hoàn tất trong tuần đầu tiên của tháng 7. Mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch. Vào ngày 7 đến 8 tháng 7, việc xây dựng các cơ sở đó sẽ hoàn thành và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các biện pháp liên quan đến việc triển khai vũ khí trên lãnh thổ của các ông. Bên cạnh vấn đề vũ khí hạt nhân, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận một số vấn đề an ninh khác. Trước đó vào cuối tháng 3, ông Putin tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus để đáp trả quyết định của Anh cung cấp vũ khí uranium nghèo cho Ukraine. Mỹ và châu Âu đã gọi hành động này là sự leo thang vô trách nhiệm và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Moscow đã bác bỏ luận điểm trên, cho rằng việc làm của mình tương tự như việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các đồng minh châu Âu. Nga cũng khẳng định vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát số vũ khí hạt nhân này, chứ không trao cho Belarus sử dụng độc lập.